phố sách áo ông như mày ấy. Có gì để mà bọn tao muốn? Chẳng qua là gặp người quen nên chào hỏi tí thôi. Ai là người quen của cô? Cô cứng nhở? Thế nhưng mà vẫn xấu xí và thất bại như ngày nào thôi. Tao còn tưởng mày không có cái lỗ nào để mà chui xuống chứ. Đúng, tôi xấu xí. Nhưng ít ra nhân cách của tôi không bẩn thỉu như đôi tình nhân đê tiện các người. Mày, mày đang nói cái gì? Đừng có nghĩ tao hiền mà mày bắt nạt, nhớ chưa? Sao? Mày đã tỉnh ra chưa hả cái đồ ma chê quỷ hơn? Khi nào ấy, mày xinh đẹp bằng tao đi rồi hãy nói chuyện. Bây giờ phải làm thế nào nhỉ? Để tao nghĩ cách xem. À, bây giờ chỉ còn một cách ấy, là mày đầu thai thôi thì nó mới xinh đẹp lên được. Chứ còn thế này thì tởm lắm. Anh Thắng, mình đi thôi. Khốn nạn. Con này mày bị điên à? Sao mày không để tao chết luôn đi? Sống làm cái gì nữa? Thích chết à? Hả? Chết vì cái loại như thế thì có đáng hay là không? Mày không cảm thấy có lỗi với bố mẹ mày à? Hả? Nuôi cho mày bao nhiêu năm ăn học, bây giờ để mày chết vì cái loại như thế à? Mày báo hiếu bố mẹ mày được ngày nào mà mày đòi chết? Tao nói cho mày biết nhá, nếu mày thích chết ấy, mày chỉ cần nói với tao một câu thôi. Chỉ trong vòng một đốt nhạc tao cho mày biến khỏi cái đất này luôn, nhớ chưa? Mày thì biết gì mà nói. Mày có nghèo, có xấu như tao không? Mày nghĩ nếu mà thiếu anh ý thì tao có thể vui vẻ mà sống được à? Vẫn phải vui vẻ mà sống. Tao nói cho mày biết nhá, để mà sống ấy thì còn khó hơn cái chết nhiều. Nhưng mày xấu như tao thì mày có nghĩ như thế nữa không? Mày nhìn cái mặt tao đi, trông có buồn nôn không? Có, trông rất buồn nôn. Nhưng mày không nghĩ là nếu như mày xuống kia, Diêm Vương cũng không thể nào mà nhìn nổi được gương mặt của mày à? Hả? Càng trà đạp thì phải càng vùng lên mà thay đổi bản thân. Mày chưa nghe câu là cách trả thù thâm nhất là phải sống tốt hơn những đứa mình ghét à? Nếu dễ như mày nói thì tao đâu phải khổ sở như thế này. Bao nhiêu năm nay chạy chữa đủ kiểu, ai nói gì dùng đấy mà mày nhìn có thay đổi gì không? Thế nên tao mới nói là mày ngu thì vẫn cứ hoàn ngu thôi. Người ta chạy chữa ấy thì người ta phải chữa từ bên trong, trị tận gốc, mày hiểu chưa? Chứ như mày chỉ bôi bôi chát chát bên ngoài thì còn lâu nó mới khỏi được. Thế mày đã biết phải làm cái gì chưa? Cầm lấy, về mà uống. Đây là kem và củ quả, gồm 32 loại củ quả quý hiếm đấy, mày hiểu không? Có tác dụng mát gan, thải độc, trị táo bón. Nó sẽ giúp da mày đẹp hơn và mịn màng hơn đấy. Mà giá lại còn rẻ bèo nữa cơ. Uống 4 viên trên một ngày, nhớ chưa? Mày nói thật không đấy? Tao đùa mày làm cái gì nữa? Đến lúc đấy mà da mày không cải thiện ấy thì mày muốn chết muốn sống gì tùy mày, tao không cản. Lúc nào cũng như con rồ, chỉ nghĩ chết vì da ấy thôi. Bố mẹ thì ở nhà còng lưng ra nuôi cho ăn học. Ngu vẫn hoàn ngu. Đi về mà rủ dụng đi, nhớ chưa?
sao này, sinh nhật sinh nhẽo gì lại mời bọn tôi uống cà phê này, tí phải K2, K3 ra trò đấy nhỉ. Ông bà cứ yên tâm, đây mới là bước dạo đầu thôi, cuộc vui còn phải ở phía sau. Kinh quá nhỉ. Mà ông Thắng này, ông cũng giỏi kìa, tăng lưới thế nào bắt được đúng em Hồng Anh. Ngày xưa ông Linh thì mặt như cái bãi thầm mà, xúc phạm mình đúng không? Có duyên tí đi. Xin lỗi Hồng Anh nhá. Dạ không sao đâu ạ. Chuyện của anh Thắng với con nhỏ đó ấy, thì em biết từ lâu rồi. Dù sao đấy cũng là quá khứ. Còn hiện tại em và anh Thắng sắp lấy nhau rồi ạ. Đấy ông thấy chưa, chọn vợ là phải chọn người như Hồng Anh. Người gì vừa xinh đẹp, giỏi giang, đã thế lại còn bao dung nữa. Hiện đây tôi thông báo luôn là 2 tháng nữa vợ chồng tôi tổ chức. Hai ông bà ấy là phải chuẩn bị sẵn phong bì đi nhá. Này kìa, bác sĩ bảo cưới phải không? Anh này ngon từ thịt ngọt từ xương nó khác không ạ? Ui, nhìn ai giống em Linh, yêu cũ Thắng kìa. Ui à, xin phép hai vợ chồng tôi đi trước nhá. Xin phép nhá. Ai gặp bạn cô, sao cô lại ở đây? Còn đây là của nhà cô à? Tại sao tôi lại không được đến đây? Cô đến đây làm gì? Nếu như cô đến đây để gặp tôi ấy, thì cô về đi. Tôi và cô không còn gì để nói đâu. À, chả là tôi có món quà muốn tặng anh nên mới đến đây. Coi như là món quà cuối cùng dành cho anh đi. Mở ra luôn đi, rất bất ngờ. Đúng rồi, con gái mẹ giỏi lắm. Con làm thêm bài này nữa nhá. Dạ. Đúng rồi. Vất vả cho em rồi. Vừa phải chăm con, vừa phải lo việc nhà. Em có sao đâu à. Con anh thì cũng là con em mà. Anh lại khách sáo thế. À mà anh không đi làm đi, muộn giờ rồi đấy. Mà anh đi xe thì phải nhớ cẩn thận nhá. Thế thì thôi, anh đi làm đây. Hai mẹ con ở nhà nhá. Vâng ạ, con chào bố. My ở nhà học bài ngoan nhá. Vâng. Chào bố, anh đi nhá. Bye bye. Mày nhìn cái gì? Bố mày đi rồi, sao mày không đi luôn đi? Ngứa cả mắt. Mẹ ơi, mẹ đừng giận con. Mẹ cái gì? Tao có đẻ ra mày đâu mà là mẹ. Mẹ mày chết rồi. Con ngồi ly ở đây. Học hành cái gì nữa? Cái loại mày ấy, thì chỉ có đi quét rác thôi con à. Bài dễ như thế này mà không làm được, tốn thời gian. Nhưng mà bài này con chưa được học mà. Lại cãi. Ba cái tuổi danh mà cứ mở mồm ra là cãi. Tao chả đôi co với mày nữa đâu. Vào trong kia lấy cho tao đĩa hoa quả mang ra đây. Đúng là bực mình mà. Rồi. Mắt mày mù à? Mà để đĩa hoa quả lấy điện thoại của tao. Ướt hết rồi đây này. Con may mà nó không xước đấy. Bực cả mình. Cái gì đây? Cái gì đây? Lười rồi còn ngồi đây mà ăn vụng à? Lau dọn cái bàn này sạch sẽ cho tao.
bữa tối của mày đấy. Lau bàn xong, dọn dẹp lại nhà cửa cho sạch sẽ nhớ chưa? Bây giờ tao đi có việc. À mà quên, cấm bếp xếp với bố của mày, không thì đừng có trách tao. Tránh ra. Mày lấy đâu ra mấy cái này đấy? Con thấy nó rơi ở chỗ đằng kế kia. Con chỉ cầm hộ mẹ thôi mà. Tao chả bao giờ tao để quên cả. Thì tha lấy thuyền. Con à mà mẹ ơi, con tặng mẹ này. Không có tặng tiếc gì hết. Mà thỏi son của tao đâu rồi? Là mày ăn trộm đúng không? Con không lấy mà. Còn ngồi nghịch cả đồ trang điểm của tao nữa. Mày biết tao mua hết bao nhiêu tiền không mà mày dám phá? Hả? Con có làm đâu. Đừng có cãi. Chính mắt tao nhìn thấy mà mày còn chối à? Cái con danh này. Con xin lỗi. Cút ra ngoài đường. Kiếm tiền đền lại thỏi son cho tao. Nhanh lên! Mẹ ơi! Đúng rồi. Mẹ ơi! Con xin lỗi đi. Mẹ! Mẹ mẹ con đâu mà lại để con đi một mình thế này? Chú là ai ạ? À, chú là bạn bố mẹ cháu mà. Cháu đi tìm bố cháu ạ. Thế để chú đưa cháu đi tìm bố cháu nhá. Vâng. Trẻ con mà đi một mình ngoài đường thế này dễ bị bắt cóc lắm. Đi nhá. Sao con lại ở đây? Thế mẹ con đâu? Có sao không? Hả? Bố đã dặn con bao nhiêu lần rồi là không được đi với người lạ cơ mà. Nhớ chưa? Thôi, lên xe đi. Bố đưa con về. Con này, mày đã kiếm đủ tiền để đền cho tao chưa? Mà về sớm thế? Thế còn danh nữa. Con nào,
cô gọi ai là con? Anh... Sao... Em tưởng giờ này là anh vẫn đang ở trên công ty chứ ạ? Sao hôm nay anh về sớm thế? Và chàng đã thấy Phương cùng người ấy làm điều gì đêm ấy? Trong muôn đêm Phương thấy thế nào? Làm cái gì đấy? Chán chẳng ngồi ăn với làm gì? Sao mà chán? Thì tao hỏi mày nhá, một đống báo cáo để đã đấy, chẳng duyệt cái nào. Đã thế, lương còn chẳng về. Chán chết đi được. Mày nhắc tao mới nhớ, tao cũng đang chán đời đây. Đây, tao cũng mất cả ngày trời làm báo cáo. Bây giờ sếp bắt tao làm lại từ đầu rồi đấy. Bực mình không? Hình như là dạo này đang đến ngày hay sao ấy. Khó ở lắm. Đã vậy còn khó tính, khó nét, khó ưa, khó gần cơ. Tao nghĩ đây. Bây giờ anh với Linh sẽ đi gặp đối tác Hồng Anh. Em check lại giúp anh toàn bộ báo giá. Dạ. Còn Trang, em lập bản đánh giá chi tiết cho anh. Ok. Ok anh ơi. Chồng chồng dạ. Nhìn có trông tôi ghét được. Suốt ngày giao việc cho mình, thế cái con thư ký để làm cái gì? Tao công nhận đấy. Mà mày có để ý, từ ngày có con thư ký này, sếp đối xử với mình khác hẳn không? Công nhận là như thế thật. Dự án của mình thì cứ chất hàng đống lên như núi ấy. Còn của nó thì cứ duyệt ầm ầm ấy. Tiền sư ấy còn của nợ. Này, mà tao nghe nghe nhá, liệu sếp với con này có cái gì đó mở ám không? Ý mày là gì? Tao nghĩ chắc chắn là có chuyện rồi. Tao sẽ điều tra vụ này. Muốn điều tra gì thì điều, tao cũng phải ăn hết gói bim bim của tao đã. Nhìn thấy anh đi bên ai. Mời vào. Em gửi anh bản kế hoạch, anh xem qua lại giúp em nhé. Ừ, để anh xem. Ok chưa ạ? Ok đấy. Anh làm việc có mệt không? Ra nhà vệ sinh ngay và luôn nhá. Cái gì cơ? Con Linh với sếp đang cặp với nhau á? Con này, mày bé bé cái mồm thôi, lộ hết ra ngoài bây giờ. Nhưng mà mày có chắc hay là không? Chắc, chính mắt tao nhìn thấy cơ mà. Hai người họ ân ái đưa đẩy nhau lắm, tình cảm lắm. Bảo sao? Tao đã cũng thấy nghi nghi rồi. Ai ngồi làm bao nhiêu năm không là một con phỏ. Bực thật đi. Mà mày còn nhớ ngày đầu nó mới vào công ty không? Nhớ. Sao? Dạ, em chào sếp ạ. Giới thiệu với mọi người, đây là thư ký mới của công ty. Chào các chị ạ, em là thư ký mới. Có gì mong các chị quan tâm chỉ bảo hơn ạ. Chắc là mọi người cũng biết đây là... Thôi, không có gì đâu. Mọi người tiếp tục làm việc đi nhá. Dạ. Ừ đúng rồi đấy, mày nhắc tao mới nhớ. Từ hồi có con Linh, ông sếp nhà mình chả tươi tắn hẳn ra, có tay vịn chả khác. Tao biết mà, đã có qua lại với nhau từ trước rồi.
chuyện này mà lộ ra ngoài thì... Thôi đi, đừng xem mấy cái đấy đi. Bây giờ tính làm sao để xử con kia kia kìa. Biết rồi, tao không ghét chắc. Rồi. À, chị Trang ơi, cho em mượn một laptop được không ạ? Làm gì đấy em? Em sửa nốt cái báo cáo, máy em bị hỏng mất rồi. Đợi chị một tí nhá. Đấy, cầm lấy máy của chị còn làm. Khi nào xong thì trả chị cũng được. Chị cũng không cần gấp lắm đâu. Chị cảm ơn ạ. Dễ thương thế mà biết. Cuối lần ta nhìn thấy nó là ta phát điên lên được. Vừa thôi, bình tĩnh. Gì mà căng? Không bình tĩnh được. Quất đâu nhở? Vâng, trùng hợp quá anh nhỉ. Anh xin lỗi nhá. Tại vì anh bất ngờ quá, thế nên là em vào nhà đi. Dạ. Mẹ ơi, mẹ có nhớ Hồng Anh không ạ? Hôm nay cô ấy sẽ là y tá riêng của mẹ đấy ạ. Em ngồi đi. Dạ. Cháu chào bác ạ. Bác còn nhớ cháu không ạ? Ngày trước cháu và anh Trọng đã từng yêu nhau. Cháu cũng đến nhà mình mấy lần rồi đấy ạ. Chắc là em cũng đã nắm rõ tình hình của mẹ anh rồi đúng không? Mẹ anh bị lẩm cẩm, thế nên là hơi khó chịu. Mà vợ anh ấy thì nhanh nhất cũng phải 2 tuần nữa mới về cơ. Thế nên có gì nhờ em chăm sóc mẹ anh nhá. Dạ vâng, anh cứ yên tâm. Mẹ em mất sớm cho nên em cũng thương người già lắm. Nhất là bác đây, còn là mẹ của anh nữa chứ. Cho nên nhà cửa và bác anh cứ giao lại cho em là được rồi ạ. Thế là anh yên tâm rồi. Thế có gì khó khăn thì cứ điện cho anh nhá. Dạ vâng. Mẹ ơi, con phải đi làm đấy ạ. Thế mẹ ở nhà để Hồng Anh chăm sóc nhá. Thôi kìa, thôi mẹ, con đi làm đây. Anh đi làm rồi nhá. Bây giờ là nhờ vợ nó cả đấy.
không như cô, nó vất vả, cô bỏ đi nói gì. Bà biết gì mà nói. Cái loại lẩm cẩm như bà ấy thì biết cái gì. Có giỏi ấy thì tự ăn, tự chăm cho mình đi, để con đến đỡ phải làm. Hám thế chứ. Này, ai làm gì mà nhăn nhó, có há miệng ra không? Nhanh há miệng ra. Bà làm cái gì đấy? Bà có bị điên không? Đổ hết thức ăn lên người tôi rồi đây này. Tôi không ăn, cô đi về đi. Bà nghĩ tôi muốn làm những cái công việc này à? Tôi nói cho bà biết nhá, nếu như không phải vì anh Trọng ấy thì tôi không ở đây để chăm sóc cái loại lẩm cẩm như bà đâu. Không ăn thì nhịn, tôi cũng có phải con của bà đâu mà yêu sách. Rồi. Thứ gì đâu. Thế nhưng mà trời cho, chẳng lẽ mình lại không lấy. Vợ thì đi công tác, chồng ở nhà, trai đơn gái chiếc. Mình phải tranh thủ mới được. Nó về nó đuổi cô đi. Tôi không cần cô chăm được nữa, cô đi. Được. Bà giỏi lắm. Nhẹ không ưa, lại thích ưa nặng à. Để tôi cho bà biết, bật lại tôi thì sẽ như thế nào. Đi ra đây. Trọng ơi, cứu mẹ. Nhanh lên. Ui, bà lại còn ăn vạ ở đây nữa. Đi vào đây. Bà đi vào đây. Đi vào đây. Đi vào đây nhanh lên. Bà ngồi im ở đây. Khi nào tôi bảo bà đi ra thì bà mới được ra. Cấm há mồm ra bét xét một câu nào. Nếu không thì đừng có trách tôi. Nhớ chưa? Đây nhớ chưa? Anh về rồi đấy ạ. Hôm nay anh về hơi muộn. Thế sao? Mẹ anh thế nào rồi? Dạ, em với bác hợp nhau lắm ạ. Nhưng mà bác thì lại hơi lười ăn, nên là vẩy hết thức ăn lên người em. Em phải đi thay đồ đấy ạ. Em vất vả rồi. Mẹ ơi, mẹ thấy thế nào ạ? Hồng Anh chăm mẹ có tốt không ạ? À mà thôi, anh chắc cũng mệt rồi, cho nên là anh vào tắm rửa đi, xong rồi em có nấu một chút thức ăn đấy, anh ra ăn nhá. Còn em xin phép em đi về sớm, mai em đến sớm ạ. Chào chào bác. Anh cảm ơn nhá.
Trời ơi, chậm gì thế? Lau nhanh nhanh cái tay lên xem nào. Bà ấy phải biết ơn tôi vì đã tạo công ăn việc làm cho bà đây này, để mà nó thư giãn cái gân cốt. Chứ còn nằm ì một chỗ để người ta chăm sóc ấy thì có khác gì con lợn không. Lau nhanh nhanh lên. Đây này, ủa, chỗ này bẩn đây này. Đấy, lau cả chỗ đi. Cái gì đấy? Bà già điên này. Hay lâu chưa ăn đòn nên nhớ đòn. Hả? Dạ, alo anh ạ. À, mẹ ạ? À, em vừa cho mẹ ăn cơm. Bây giờ mẹ đang nằm ngủ ở trong phòng ạ. Sao cơ? Anh, hôm nay anh về sớm ý ạ? À không sao. Ờ, em đợi anh về rồi em về cũng được ạ. Dạ vâng, vâng, em chào anh ạ. Bà ngồi im ở đây. Tôi xuống dưới nhà mua ít đồ. Cấm làm gì vớ vẩn đấy, nhớ chưa? Đằng nào con cũng về chung một nhà với mẹ thì con gọi mẹ là mẹ cho nó dễ nhờ. Bây giờ mẹ còn ra đây, không đến lúc anh Trọng anh ấy về lại nói con là bạo hành với mẹ. Cô đừng có mà mơ nhé, con yêu tôi về nó. Nó làm sao? Bà nghĩ tôi sợ nó chắc? Cô ta mà về á, tốt thôi, chính con dâu của bà sẽ giúp tôi. Bây giờ không biết sẽ như thế nào nếu như con dâu của bà nhìn thấy chồng mình đang nằm ôm ấp người yêu cũ ở trên giường. Thế thì lúc đấy tất cả những gì của anh Trọng sẽ thuộc về tôi. Còn bà chuẩn bị vào viện dưỡng lão nằm chờ chết đi. Trời ơi, đừng chết ngại con tôi nhé. Bà bỏ ra, nó đi. Bà tin tôi cho bà một trận không? Cô làm cái gì đấy hả? Cô làm cái gì đấy ạ? Dạo này hai đứa ở nhà có ngoan không? Dạ. Ai ngoan nhất? Con. Anh là duy nhất người ngoan nhất được không bố? Hai chị em ở nhà thương nhau lắm mình ạ. Mà dạo này chị Diệp nhá, còn dạy em học bài nữa cơ. Cho nên là bố Phương cứ yên tâm mà đi công tác. Ngoan thế cơ à? Dạ, vâng ạ. Ở nhà nhá, nhớ là phải nghe lời mẹ. Học thật giỏi đấy. Nghỉ hè, bố cho cả hai chị em đi du lịch. Yeah. Có thấy không? Có. Thôi, ba mẹ con ăn đi nhá. Bây giờ anh phải đi cho kịp giường, không cần phải tiễn anh đâu. Nhưng mà anh đi thì phải nhớ giữ gìn sức khỏe, không được làm việc quá sức đâu đấy. Đi nhanh, còn về nhanh với em và con nữa chứ. Đúng, anh nhớ rồi. Thôi, anh đi đây. Chào bố. Bố đi đây nhá, bye bye. Anh chào bố. Ừ.
Nhìn cái gì mà nhìn? Cầm bát của mày đi ra cái xó kia mà ăn. Mọi hôm ngồi ở đâu? Hôm nay lú mề không nhớ à? Nhanh! Mẹ! Sao tự dưng hôm nay bé lại được ngồi với mình? Chẳng qua hôm nay có bố ở nhà thì nó mới được ngồi cùng với mình thôi. Bố đi công tác rồi thì nó lại về cái xó của nó. Nghe rõ chưa? Con ăn đi. Đây, ăn miếng này cho ngon này. Con thích quá. Con gái của mẹ ngoan lắm. Ôi trời ơi, sao mà lại vừa xinh mà vừa ngoan thế này nhỉ? Sau này con gái của mẹ lớn lên để vừa xinh đẹp rồi phải lấy chồng đại gia để cho mẹ đi du lịch nữa, hiểu chưa? Vâng ạ. Bà sẽ học thật giỏi cho mẹ đi du lịch khắp nơi luôn. Ừ. Đấy, mẹ tốt thì con mới xinh đẹp và ngoan ngoãn được chứ. Có ai như mẹ nào, cái đồ lăng loàn thì sinh con ra cũng chỉ là cái loại thối tha như nó thôi. Mẹ ơi, cho con xin miếng thịt. Đồ thừa đâu ra mà cho mày ăn? Cơ muốn không có mà ăn đây này. Hay là mày muốn ăn roi? Con xin lỗi mẹ, con không ăn thịt nữa. Đúng là của nợ mà. Mùi mày chỉ tốn cơm tốn gạo thôi. Sau này cái loại mày cũng chỉ đi làm gái như mẹ mày thôi. Làm gái là làm gì hả mẹ? Thì là người xấu, chuyên đi giật chồng của người khác. Không phải như thế, mẹ nói dối. Con danh này, mẹ mày dạy mày ăn nói với người lớn như thế à? Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi mẹ, con ăn xong rồi. Con gái yêu của mẹ ăn xong rồi à? Thế thì con ra tủ lạnh lấy dưa hấu ăn tráng miệng nhá. Vâng nhá. Ê, cảm ơn mẹ đã đi đây. Còn mày ấy, dọn dẹp hết bát đũa, rửa sạch sẽ cho tao. Lát tao ra kiểm tra mà còn bẩn một chút nào ấy, như đòn. Cấm, không được làm vỡ cái bát nào đâu, nhớ chưa? Ôi mẹ trường sinh thế. Với cả mày đi chỉnh gì mà. Ôi con thấy cái này đẹp không? Con thấy cái này đẹp lắm á. Con chào mẹ à. Ôi dồi ôi, mày chui rúc vào cái xó nào mà quần áo bẩn hết như thế này, ai hầu mày được? Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Hả? Vừa nãy đi đến cổng trường có cái bát gặp bãi cát người ta đang xây ấy, em mang em ấy nhảy vào em ngực, xong rồi con bảo là em đi ra về nhanh con tắm rửa đi, em né con nghe em ngực thôi. Ôi trời ơi, thế cơ?
hầu bố con mày chưa đủ, bây giờ mày lại còn vẽ việc ra cho tao như thế à? Tại chị lại con ngã. Mới nứt mắt ra mà đã biết nói điêu rồi, lại còn đổ tội cho người khác như thế à? Điêu ngoài y hệt con mẹ mày ấy. Mẹ không được nói xấu mẹ con. Mẹ mày là cái gì mà tao không được nói xấu? Mẹ mày đi làm gái cho nên bố mày mới đuổi mẹ mày ra khỏi nhà đấy. Không phải thế, mẹ nói dối. Này nhớ, mày đừng để tao phải điên tiết đây. Đi vào đây. Nhanh. Mẹ ơi, đi vào đây. Ngồi xuống. Tao nói cho mày biết, ngồi im ở đây. Khi nào tao bỏ mày đi ra thì mày mới được ra. Cấm há mồm ra câu nào. Không, tao đánh cho tuốt xác. Nhớ chưa? Thế mà nghe được à? Nếu như mà bố không thích thì bố cứ nói thẳng với con một câu. Việc gì mà phải trút giận lên người đấy trẻ con như thế này? Chị... Đi vào nhà với mẹ. Con ngủ rồi à em? Dạ vâng ạ. Nó vừa mới ngủ xong. Khổ thân con bé. Ngủ mà cứ giật mình thon thót đi anh ạ. Chả hiểu sao nó mới bé tí mà bố đã bắt nó nhịn ăn, rủ úp mặt vào tường nữa. Sao lại có chuyện đấy nhỉ? Tại anh đi làm, anh không ở nhà nên không biết thôi. Em này, bố là người nghiêm khắc,
Anh hồi xưa ăn bao nhiêu trận roi đòn thì mới được như ngày hôm nay đấy. Nhưng mà bây giờ có ai người ta giáo dục kiểu đấy nữa đâu hả anh? Em biết em về làm dâu cái nhà này dẫn theo con riêng là bố đỡ không thích rồi. Nhưng mà con Vi nó còn nhỏ, tại sao bố lại đối xử với nó như thế? Em, sao em lại nói như thế? Bố là muốn tốt cho con mình. Em đừng có hiểu lầm bố. Anh lúc nào cũng bênh bố. Thôi được rồi, anh sẽ từ từ nói chuyện với bố được chưa? Không suy nghĩ nữa nhá. Vừa ăn vừa xem tivi là không tốt đâu. Con ăn xong đi, tí nữa xem. Con không nghe lời ông nói à? Không phải ông không cho con xem tivi, nhưng vừa ăn vừa xem tivi là dễ đau dạ dày lắm. Ông đi quét nhà đi. Sao con lại nói với ông như thế? Vi, con làm gì thế? Con này hỗn láo quá rồi. Ông không phải là ông của tôi, sao tôi phải nghe theo lời ông chứ? Đông giả lẩm cẩm. Cẩn thận ấy, tôi bảo mẹ tôi cho ông vào bệnh viện ruộng ngạo hơn đấy. Ô, mày hư rồi, ông phải cho mày với cả... Con mặt cái... Con biết Vi nó không phải là cháu ruột của bố, nhưng Vi nó còn nhỏ, tại sao bố lại làm như thế? Mẹ con sợ lắm, mẹ cho con về quê với bà ngoại không mẹ ngoại tí. Bố, con nó có làm gì thì bố phải bảo vợ chồng con chứ ạ. Tại sao bố làm như thế? Tôi làm gì mà anh chỉ trách tôi? Tôi quý nó như là cháu nội. Tôi mới dạy bảo nó nên người. Bố dạy nó như thế này ạ? Cái này... Đêm con bé ngủ giật mình thon thót vì sợ. Vợ con kể con không tin. Con biết bố là người nghiêm khắc, nhưng con không nghĩ bố lại làm như thế đấy ạ. Con của con biết. Nó không phải là đứa hư. Nếu như mà bố không thích con thì bố cứ nói thẳng. Đằng này bố lại nói tống cổ hai mẹ con ra đường. Tôi nói thế bao giờ? Ông ơi, ông đừng đuổi mấy mẹ con ra đường ạ. Từ nay con xin hứa con sẽ ngoan ạ. Bố đánh con như thế nào cũng được, vì con là con của bố. Kìa anh. Nhưng đây là vợ con. Bố không thể làm như thế được. Anh đừng nói bố như thế. Em thì thế nào cũng được mà. Em chỉ sợ con khổ thôi. Thôi thì ngày mai em và con sẽ dọn về bên nhà ngoại ở. Em phải đi đâu rồi? Tại sao phải dọn? Anh sẽ giải quyết vấn đề này. Bố, con rất biết ơn bố vì đã sinh ra con. Nhưng đây là vợ con của con. Con không thể để con bé tổn thương tâm lý suốt đời được. Ý anh là như thế nào? Con sẽ sửa lại căn nhà của em, mua sắm đầy đủ đồ. Anh... sao anh lại... Anh...
anh định đuổi tôi về quê đúng không? Con không muốn như thế này, nhưng mà đây là cách tốt nhất. Với cả là bố cũng không phải khó chịu với mẹ con nhà Hồng Anh nữa. Thôi được, nếu anh muốn như vậy ấy, thì tôi đi. Vợ chồng con cái bảo ban nhau, không phải lo cho tôi nữa. Con xin lỗi bố. Ơ kìa bố, anh sao anh lại để bố đi như thế? Bố, bố ơi, anh là chỉ còn mỗi của hai mẹ con mình thôi. Con thích làm gì thì con cứ làm. Thích không? Dạ. Còn cái lão già đấy, về quê chết mục xương đi. Nhở? Cô giỏi lắm.